Đây có lẽ là một trong những cái đặc điểm mà độc nhất vô nhị của Mitsubishi Outlander trong phân khúc SUV crossover hơn 1 tỷ một chút. Thứ nhất là nó có 3 chế độ như các bạn đã biết rồi. Nhưng ví dụ như tôi đang đi trong phố đây này, tôi sẽ chuyển sang chế độ 4WD. Nhưng Eco, 4WD Eco có nghĩa là tiết kiệm nhiên liệu. Có nghĩa là chiếc xe này tại chế độ này đang chạy ở cầu trước mà thôi. Và như quý vị các bạn thấy, nếu như tôi đi phố như thế này, điều kiện tải nhẹ như thế này, nhẹ nhàng, đường khô ráo, thì tôi sẽ sử dụng chế độ này một cách hiệu quả. Và chính vì vậy, mặc dù sử dụng cái động cơ là 2.4 và hộp số CVT, nhưng chiếc xe này đi trong phố chỉ hết 10,3 lít mà thôi. Giá trị của nó mang lại là như vậy đấy ạ. Còn ở các chế độ khác, xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục cùng tôi trải nghiệm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên Mitsubishi Outlander phiên bản năm 2020 sử dụng động cơ 2.4 và công thức bánh xe là dẫn động 2 cầu 4WD. Đây là một chi tiết, một đặc điểm vô cùng đặc biệt trên Outlander. Và nó khác gì những mẫu xe còn lại? Thì ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi trải nghiệm và tìm hiểu. Đầu tiên là chế độ 4WD Eco. Vâng, đấy là chế độ dẫn động 2 cầu tiết kiệm. 4WD Auto là tự động hoàn toàn đấy. Và 4WD Lock. Với cái địa hình tại đây thì tôi sẽ sử dụng ngay cái hệ thống 4WD Lock, tức là cái khóa V-side trung tâm sẽ được khóa. Và chúng ta sẽ hiểu rằng Outlander sẽ là một chiếc xe 2 cầu thực sự. Đây là điểm độc nhất vô nhị trên chiếc xe này. Phía trước là một địa hình có khá là nhiều hố gập ghềnh. Mình có thể cảm nhận rõ, cảm nhận rất rõ. Vâng, lực nó sẽ truyền và những cái bánh không bị trượt đó. Bởi vì mặt đường lại rất trơn, hố lại sâu. Với những chiếc xe một cầu tôi tin chắc rằng sẽ không vượt qua được. Và thưa quý vị và các bạn, các cái hố bập bênh mà quý vị và các bạn đã vừa thấy ấy, thường chỉ dùng cho các cuộc thử nghiệm đối với những chiếc xe SUV gầm cao hay là những chiếc xe bán tải. Ngoài cái việc độ cao của gầm, ngoài cái việc cái hệ thống dẫn động 4WD trên những mẫu xe như vậy, thì cái gai lốp, cái hoa lốp nó cũng khác đó. Nhưng với Mitsubishi Outlander bản 2.4 2 cầu cũng đã vượt qua một cách tương đối là dễ dàng. Và thưa quý vị và các bạn, khi mà chúng ta thoát khỏi ra được những cái địa hình khó như vậy, thì chúng ta trở về với những con đường đất kiểu như thế này, thì chúng ta sẽ nên chuyển về 4WD Auto. Đó, khi đấy thì hệ thống dẫn động sẽ tự động truyền lực đến cầu trước và cầu sau một cách rất là thông minh. Và tùy theo cái điều kiện địa hình, bây giờ tôi sẽ chạy thử cho quý vị và các bạn xem. Nó sẽ rất khác, rất tự tin. Các bạn sẽ thấy khi cua như thế này, hay chúng ta chuyển hướng trên đường trơn như thế này ạ, đấy, cái đầu nó sẽ không bị kéo đi. Rất đơn giản. Dẫn động được đẩy ra cả cầu sau nữa, lực được đẩy ra cầu sau nữa. Đó. Và như vậy, nó giữ cho cái quỹ đạo chuyển động xe rất là tốt.